Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay ngày 27 tháng 3 2021, chúng tôi chia sẻ cho cô bác anh chị một vài thông tin về giá mủ và một số câu hỏi của cô bác anh chị về cái việc mà tưới cao su để cạo được quanh năm mà chúng tôi cũng có chia sẻ đó cô bác anh chị. Thì đầu tiên ngày hôm nay giá mủ là ở An Bình thì mủ chén khô 14.000 đồng trên một ký, ở đường số 7 thuộc huyện thị trấn Chân Thành, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước thì mũ chén cũng là 14.000 đồng trên một ký. Ở Bù Na thì ngày hôm nay bà con chia sẻ mũ chén cũng khá cao là 16 đến 17.000 đồng trên một ký. Và mũ dây chỉ ở Nha Bích đó của anh chị thì bà con chia sẻ mũ dây chỉ mà các loại mũ dây mà các cô bác anh chị cạo mũ hành lý thường có cái loại mũ dây này á thì 17.000 đồng trên một ký. Còn mũ che dây không chỉ, tức là mũ dây bình thường là tới 25.000 đồng trên một ký nha các bác anh chị. Tức là chỉ cần có 4 ký mũ dây này thì là được 100.000 rồi các bác anh chị. Và mũ đông chén bán liền trong ngày ở xã Nha Bích á, chúng tôi có cạo cái lô hành lý ở nông trường cao su Minh Thành á, thì mũ đông chén, tức là mình cạo buổi sáng đó mình đến đông và mình bán liền trong ngày là được 12.000 đồng trên một ký. Mũ nước thì ở Nha Bích cũng là 330 đồng trên một độ. Ở Minh Thành cũng có địa điểm mua mũ của cô Kim của anh chị thì cũng mua với bằng với cái mức giá này ha, cũng là 330 đồng trên một độ. Ở Đồng Phú thì cao hơn là 350 đồng trên một độ. Đó là những cái giá mũ mà chúng tôi có được từ các bà con chia sẻ cũng như là chúng tôi đi bán mũ thực tế và chia sẻ cho bà con. Thì cũng cảm ơn bà con đã quan tâm và gửi giá mũ về thường xuyên để chúng tôi có những cái thông tin chia sẻ rộng rãi đến tất cả bà con. Tiếp theo thì chúng tôi cũng chia sẻ luôn cái lúc trước thì chúng tôi có chia sẻ với bà con là cái việc mà tưới cho cao su vào mùa khô á thì cạo quanh năm. Thì có bà con cũng xem được những cái thông tin này và bà con cũng tiến hành mua dây về để mà tưới. Thì hồi trưa và hồi sáng này cô anh chị thì chúng tôi cũng có liên lạc được với bà con, thì bà con nói cái việc này thì có hiệu quả không, tưới mà cạo qua năm có hiệu quả không và có tăng lượng mũ cũng như tăng độ hay không. Và bà con mua dây về, bà con muốn tưới là một tuần tưới một lần. Thì chúng tôi cũng chia sẻ luôn với bà con là thông thường thì cô bác anh chị thấy là cứ khi mà vào cái mùa mà nghỉ cạo mà nhiễu được một hai giọt mưa xuống, tức là được một hai đợt cơn mưa đó, thì lá bắt đầu già liền ha cô bác anh chị, già liền và chuẩn bị là vô mùa cạo chính thức. Nếu mà cô bác anh chị có điều kiện mà cô bác anh chị tưới cho cao su của mình hàng ngày, hoặc là cách 2 ngày tưới một lần hoặc cách 3 ngày tưới một lần thì lá sẽ mau già hơn và cô bác anh chị sẽ cạo được quanh năm nha. Cạo được quanh năm. Mặc dù lá non đi nữa mà cô bác anh chị cạo vẫn có mủ nếu mà cô bác anh chị tưới và cô bác anh chị cũng bỏ phân đều đặn cho nó. Nếu mà cô bác anh chị tưới cho cây cao su cứ 2 hoặc 3 ngày một lần và cô bác anh chị bỏ phân thì cái thời gian mà cao su bắt phân nhanh gấp 4-5 lần so với cô bác anh chị bỏ heo kiểu heo tự nhiên nha. Tức là heo tự nhiên thì có khi mưa bỏ xong thì mưa rồi nó ngưng một thời gian. Còn cái này cô bác anh chị mà bỏ phân mà cô bác anh chị cứ tưới đều như vậy là cái phân nó ngấm, cái rễ nó mau ra và mau bắt phân dữ lắm. Tức là nó hiệu quả gấp 4-5 lần so với cô bác anh chị bỏ phân mà cô bác anh chị không có tưới ha. Cô bác anh chị bỏ phân mà cô bác anh để tự nhiên thì hiệu quả không bằng là cô bác anh chị tưới cách 2-3 ngày tưới một lần và bỏ phân cho nó thì nó sẽ mau ăn, mau rễ non nó mau ra và mau bắt phân và mủ sẽ nhiều hơn. Cái thời điểm mà cao su nó lá còn non á, cô bác anh chị tưới thì vẫn cạo có mủ ha. Và khi mà vào cái mùa vụ mà chính thức, khi mà các cô bác anh chị khác là cái thời gian mà vô mùa vụ chính thức á
thì nó trễ hơn so với cô bác anh chị tưới ha. Thì tưới vậy nó mau già lá và cái cây mau lớn nữa, nó không có bị kịp cây, nó không bị teo cây. Có nhiều lô á cô bác anh chị thì mình cạo quanh năm á, nhất là cạo đục á, rồi mình không có bỏ phân á, cái cây nó đứng lại mà thậm chí nó còn teo lại nữa cô bác anh chị, teo lại hơn so với lúc mà mình mới mở miệng nữa, tức là cây nó không lớn mà nó lại teo lại, nó đứng cây lại, và có nhiều cây nó chịu không nổi, nó chết luôn cô bác anh chị. Thì nếu mà cô bác anh chị tưới như thế này thì cạo sẽ được quanh năm nè, và cây nó sẽ lớn ha, nó lớn cây và mủ nó nhiều. Cái thời điểm mà vô vụ chính thức thì ví dụ người ta cạo cũng như cái vườn đó mà để theo kiểu tự nhiên thì cạo ví dụ như là một tô đầy ha. Thì nếu cô bác anh chị bón phân rồi tưới cho nó hàng ngày, hoặc là 2 3 ngày tưới một lần, thì cái lượng mủ sẽ nhiều hơn rất là nhiều, và độ cũng cao nữa nha cô bác anh chị. Và nhiều hơn bao nhiêu phần trăm thì tùy theo giống cây nha cô bác anh chị. Đó, thì chúng tôi chia sẻ cho cô bác anh chị cái việc mà tưới tưới cây, tưới cho cao su vào mùa khô như thế nào. Còn vào mùa mùa mưa thì cái việc đó thì khỏi tưới ha cô bác anh chị. Nhưng mà nếu mà nó ngưng mưa lâu quá thì cô bác anh tưới thì nó rất là hiệu quả nha. Ở e súp đó cô bác anh chị, ở e súp thì các công ty cũng như các nông trường cũng như là một số bà con áp dụng cái phương pháp này để mà cạo qua năm, thì đã có những cái nơi áp dụng cái phương pháp là tưới để mà cạo quanh năm như thế như vậy rồi. Thì chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ lại cho cô bác anh chị thôi. Rồi cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị những video sau. Chúc cô bác anh chị một buổi chiều nhiều sức khỏe và an lành. Xin chào.